đừng bao giờ sử dụng dòng băng của chân này nếu như anh em chưa biết cách chọn sai và cách sử dụng hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách chọn sai cũng như là cách phân biệt chân trái chân phải đầu tiên là về sai dòng băng này có hai sai là m và l chân băng dày từ 40 trở xuống thì các bạn chọn m còn từ 40.5 trở lên anh em chọn l còn về phân biệt chân trái chân phải thì phía sau bì mình đã ghi rõ cho anh em chữ t là chân trái còn chữ p là chân phải Bây giờ mình mở ra cụ thể cho anh em xem bên trong. Dòng la chính hãng sẽ luôn có tem mạc bên trong và bên ngoài đầy đủ. Đây, cái tem ở bên trong cũng ghi rõ size và chân. Ưu điểm của dòng băng này là rất mỏng và chặt lỏng tùy chỉnh. Bây giờ chúng ta tới phần quan trọng nhất đó là cách sử dụng. Mình lấy ra cho anh em một cái chân trái và một cái chân phải. Khi sử dụng, anh em cứ trải ra và đặt cái băng của chân xuống đất như mình đặt. Anh em lưu ý là phần tem sẽ luôn đặt ra phía xa người. Đây, anh em thấy rõ hai cái tem đúng không luôn đặt nó hướng ra phía đối diện với chúng ta thì phần còn lại quay về phía bên phải thì đó là băng cho chân phải và ngược lại rất dễ dàng đúng không mọi người bây giờ mình sẽ đặt chân phải lên đúng cái băng chân phải khi quấn đầu tiên anh em phải quấn trên phần cổ chân lại trước sau đó kéo phần còn lại lên dán vào ok vậy là xong cho chân phải bây giờ cũng tương tự với chân trái chúng ta cũng quấn phần cổ chân trước sau đó kéo dán phần còn lại vậy là mình đã quấn xong cho cả hai chân đây là một sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ cổ chân rất là tốt anh em nên sử dụng vậy nhé xin chào và cảm ơn tất cả mọi người